Chào các anh chị và các bạn, đây là kênh mà tôi sẽ tổng hợp kiến thức, hình ảnh về các loài cây của Việt Nam và công dụng của chúng trong cuộc sống của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cây bấc đèn, còn gọi là đăng tâm thảo thuộc họ bấc. Cây cọ bấc đèn là cây thảo thường xanh, sống lâu năm, có chiều cao trung bình từ 0,5m đến 1m. Thân cây tròn cứng và mọc thành cụm dày. Hoa bấc đèn mọc ở giữa thân, phân nhánh xếp thành hình cầu, gồm rất nhiều hoa, có màu lục nhạt. Quả bấc đèn có nang chứa nhiều hạt nhỏ. Thông thường, cây cọ bấc đèn ra hoa và kết quả vào tầm từ tháng 3 đến tháng 7 trong năm. Trên thế giới hiện có 50 loài cọ bấc đèn khác nhau, hầu hết là những loài cỏ sống nhiều năm và phân bố rải rác khắp các vùng nhiệt đới, cận nhiệt đới và ôn đới ẩm. Riêng ở Việt Nam có 4 loài. Cây cọ bấc đèn có khả năng mọc vươn theo mức nước bị ngập, nên hầu như có mặt ở hầu hết các tỉnh, từ vùng ven biển đến trung du và cả vùng núi của nước ta. Bộ phận được dùng để làm dược liệu là lõi thân hay còn gọi là ruột bấc. Lõi bấc đèn sau khi thu hoạch đã phơi khô thì được gọi là đăng tâm thảo. Thông thường cây bấc đèn được thu hoạch vào khoảng độ tháng 9 và tháng 10. Cây cỏ bấc đèn sau khi thu hoạch về thì được rạch dọc thân để lấy lõi và bó thành từng bó rồi phơi hay sấy khô để dùng. Cây bấc đèn dùng để làm bấc đèn dầu ta hay để làm thuốc. Theo đông y, đăng tâm thảo có vị ngọt, nhạt, tính hơi hàn vào các kinh tâm, phế, tiểu trường nên có tác dụng lợi tiểu, giáng tâm hỏa, thanh phế nhiệt, lợi tiểu, thông tâm, có thể dùng để điều trị các chứng mất ngủ, thủy thủng, đau họng, nhiệt lâm, trẻ em bị khóc đêm, mụn nhọt, viêm họng, co, ho, sốt cao. Ngoài ra cỏ bấc đèn còn có tác dụng hạ sốt, chữa tâm phiền, tim hồi hộp, khó ngủ, lợi tiểu, tiêu phù, thủng, vàng da, miệng, lưỡi lở loét. Tuy nhiên, cây cỏ bấc đèn có tính hàn nên không dùng cho người trúng hàn hoặc tiểu tiện không kiểm soát. Không nên dùng cây cỏ bấc đèn để điều trị trong thời gian dài. Anh chị nên tham khảo ý kiến tư vấn của bác sĩ trước khi sử dụng cây thuốc này. Nếu thấy nội dung này là hữu ích thì nhờ anh chị chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình và ấn thêm vào nút like để giúp cho kênh có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị. Chúc anh chị có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc.